Cái này không bay mất rồi. Đây đây đây. Chỗ đây. Sợ nó bay đi. Ui, đau chân quá. Nó để đây á. Tí nữa như này nhá. Không quay. Tôi vào đây để tôi bảo qua của tôi. Tôi bảo không cần vào. Vậy đó. Em ơi. Em quay. Bà này bà cứ anh Nam ơi. Nhấc cho em đôi dép cho em bẩn lắm. Tí nữa như này à. Tí nữa thằng tí. Không rồi. Cắt. À nhầm. Thằng Duy nó lấy xe của nó anh hiểu không? Xe mic thì đi xe mic thôi. Hiểu không? Vâng. Hiểu rồi. Thằng Duy đi xe nó. Xe đủ xe rồi. À chương trình vụ vụ này nhỉ? Vụ này vụ gì anh Tuấn? Chả biết. Nó gọi là vụ như hàng ngày. Đây là vụ chuẩn bị cho năm mới. Cái này gọi là vụ như hàng ngày em hiểu không? Hàng ngày anh em mình vẫn đi ăn đúng không? Đây phải gọi là Tết của làng Vũ Đại. Làng bãi đạn. Đen với đây, quay. Sang heo. Phải điên rồi. Ai em view chị chiêu. Nú. Từ. Anh đang một người nhỉ. Đâu, quay. Trong hai tay chậm ấy. Hô, một, nè, nè. Quay nhá, đừng. Quay. Ôi, xịt khi bỏ mẹ. Ủa, cái đầu cho chắc không? Cửa cái đầu chưa? Xịt rồi. Hay nhở? Mai bấm nhá. Bố anh nhá. Ghê, bố nhở? Cạnh bố nhở? Cá sông à? Cá động sang. Ghê bố anh chứ. Ghê bố nhở? Bắn pháo hoa. Rớt mấy quả vào không khí. Đây là bác ạ. Bác ạ. Đây là bác.